Chị ơi, chị đang làm gì đấy? Chị đang bận chút việc. Thế á? Chị ơi, đầu tuần là tổng vệ sinh và giao ban mà chị. Ừ, chị xong rồi đây. Chị nhanh nhé, xong rồi mình cùng làm nhé. Ừ. Vậy là ba em sẽ về chuẩn bị nhân lực, chuẩn bị cho liên hoan tiếng hát người khiếm thị vào thứ ba tuần tới. Công việc trong tuần rất là nhiều. Vậy các đồng chí có ý kiến gì thêm không? Không ạ. Thưa các đồng chí, công việc tuần này là rất nhiều và cũng phải khẩn trương. Nên là các đồng chí chủ động công việc ban của mình để phối hợp nhịp nhàng cùng nhau làm cho tốt công việc của tuần tới. Nhất trí ạ. Thì mời các đồng chí nghỉ. Cô Bình à? Em vào đây. Em chào hai các chị ạ. Mình đưa chị cắt gậy cho. Đây gậy thì em gấp được chị ạ. Chào em. Lâu rồi không gặp. Em từ nhà tới hay đi làm qua đấy? Tiện đường đi làm qua em ghé vào thăm mọi người. Thế à? Hai em từ ngoài vào, em có rửa tay không đấy? Em vừa rửa tay sát khuẩn ngoài hiên rồi anh ạ. Em mới mua xe ga và tốt hơn xe cũ không? Nói chung là đi tốt hơn xe số nhiều chị ạ. Thế à, chị chúc mừng vợ chồng em nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Hiện nay em đang dùng cây gậy gì đấy? Em đang dùng cây gậy mà được hội tặng đấy anh. Thế à, thế có bao giờ em quan tâm vệ sinh cho cây gậy người bạn đồng hành của mình không thế? Anh cẩn thận thế. Cẩn thận gì đâu em, tay ta sờ vào vặn vặn rồi lại cầm gậy, nên chính nơi đây là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn. Đúng là em chủ quan thật khi mà đã không vệ sinh cho người bạn đồng hành đi với mình hàng ngày. Vậy em nên tạo cho mình thói quen là vệ sinh cây gậy trước và sau khi dùng, cũng như là mình rửa tay hàng ngày đấy. Vâng. À, hôm qua anh nghe trên TV nói dịch ở các nước diễn biến rất phức tạp. Người mù chúng ta lại là người rất dễ bị nhiễm bệnh, nên em nhớ thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế rồi hướng dẫn gia đình mình thực hiện nước nhà. Ok, cả gia đình em sẽ cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid. Mấy anh em ở bên này có chuyện gì mà khám sơ đổi thế? Bọn em đang bàn về dịch Covid chị ạ. Thế à? Nếu cứ như thế này thì mỗi chúng ta sẽ là một tuyên truyền viên về phòng chống dịch Covid-19 đấy. Chị Hải ơi, chị nhận khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho tổ đi chị. Thế à, chị xin nhá. Chào các anh chị. Chào em. Đang mệt mỏi quá, ở đây các anh có làm tổng quất không? Có, em vào đây. Vâng, làm cho em một tiếng, em đang đau lưng quá. Em ơi, mình phải rửa tay bằng nước sát khuẩn đã. Vâng. Ở đây cẩn thận thế kìa. Em có đeo khẩu trang không? Em không. Đeo khẩu trang là để phòng chống bệnh truyền nhiễm anh ạ. Tôi có mắc bệnh truyền nhiễm đâu mà đeo. Trong lúc dịch bệnh đang rất phức tạp nên anh không đeo khẩu trang là không ổn đâu. Em tặng anh một chiếc nhé. Tôi không đeo là tôi không đeo mà. Các anh cứ làm như tôi nhiễm bệnh không bằng ấy. Ai là người quản lý ở đây? Cho tôi gặp. Các chị ơi, có chuyện gì thế? Các anh chị cứ làm như tôi là người nhiễm bệnh không bằng ấy. Các anh chị nhiễu quá. Ở ngoài cộng đồng mấy chục ngày nay làm gì có ca nhiễm bệnh nào. Mà tôi đến đây bắt sát phải khuẩn, rồi lại đeo khẩu trang nữa chứ. Thế à, thanh niên ơi, mình nói thế này nhá. Ở Việt Nam đã từ lâu không có người mắc bệnh từ cộng đồng, nhưng mà dịch bệnh trên thế giới diễn biến vẫn còn hết sức là phức tạp. Số người mắc bệnh cũng như là những ca tử vong ở một số nước còn ở mức rất là cao. Nên đòi hỏi chính quyền các cấp
và nhân dân cả nước không được chủ quan, nơi là tuyệt đối không để dịch bệnh trở lại. Vì thế thanh niên thông cảm, hãy cùng với chúng tôi thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cả những người xung quanh nữa nhé. Nghe chị phân tích em thấy cũng đúng. Vậy cho em xin một chiếc khẩu trang và anh làm luôn cho em nhé. Anh gì ơi, ra nhận hàng nào. Vâng, em đây. Hôm nay chị mua được cho em những gì mà của em hết bao nhiêu tiền đấy? Của em hết 278.000. Nhưng mà rau và thực phẩm thì chị để ở ngoài kia và đây một ít hoa quả thì chị mang vào đấy. Đây em có đồng 500 chị trả lại em nhá. Ê chị ơi, từ từ đã. Có chuyện gì đấy em? Chị phải sửa tay bằng dung dịch cồn đi. Trời đất, chị đi ra làm từ sáng tới giờ, ở ngoài chợ có ai bảo sát khuẩn sát khiếp gì đâu. Chị ơi, mình đang trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chị đi lại nên chú ý việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách với mọi người đấy. Nó cũng là vừa an toàn cho chị và cũng là an toàn cho cả cộng đồng nữa mà. Ừ, kể thì em nói cũng có lý. Thế thì ở đây em có nước sát khuẩn không thì cho chị một ít. Có, cơ quan em có trang bị cái đó mà. Chị chờ em một lát nhé. Đây, chị rửa tay đi. Chị cảm ơn nhé. Vâng. Đây, chị trả em tiền thừa. Vâng, em cảm ơn. Thì từ ngày mai chị lại mua giúp tổ bọn em về nữa nhá. Được rồi, nếu mà mai tổ có gì cần thì cứ ới chị nhá. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Em ơi, có dê không? Anh nhầm rồi. Đây chỉ có rau với vịt thôi nhá. Anh tưởng em có dê để cho anh món. Đúng là cái đồ tưởng bở. Trời. Thôi em chào các bạn về. Vâng, báo cáo với chị là chúng tôi đại diện cho phòng y tế của huyện đến thăm và kiểm tra cách phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở hội và cơ sở tập quất của hội đấy ạ. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn các chị, đúng là chưa bao giờ phòng y tế tới thăm mà nay được các chị đến thăm thì trước hết là xin mời các chị cùng với cán bộ văn phòng của hội đi thăm cơ sở của chúng tôi cả đã nhé. Vâng, thế thì tốt quá. Em mời hai chị. Các chị đã tham quan xong rồi đấy ạ. Chị ơi, hai chị ấy muốn biết thời gian qua hội đã phòng chống dịch Covid như thế nào đấy ạ. À thế ạ, cảm ơn các chị. Vậy thì tôi thay mặt cho cơ quan xin báo cáo tóm tắt với các chị như thế này. Thưa các chị, hội là tổ chức đặc thù nhưng chúng tôi cũng đã tuyên truyền chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế về việc phòng chống dịch Covid-19 tới toàn thể cán bộ hội viên. Chúng tôi mua sắm khẩu trang để cấp phát cho nhân viên văn phòng, cho nhân viên tập quất và những người khách đến không có khẩu trang thì chúng tôi cũng tặng luôn đấy các chị ạ. Và chúng tôi thường xuyên lau các cái bề mặt hay dùng và các cái tay nắm cửa bằng cái dung dịch cồn. Những cái khóa nước của cơ quan là chúng tôi cũng chú ý để vệ sinh hàng ngày nữa đấy. Chị Luyến ạ, chúng tôi thấy là văn phòng và cơ sở tập quất của người mù huyện Quốc Đức làm rất là tốt công tác vệ sinh môi trường và thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về việc phòng chống dịch Covid-19 mà nhiều cơ quan khác cũng chưa làm được ạ. Cảm ơn chị động viên chứ, chúng tôi cũng phải cùng với cộng đồng để phòng chống dịch Covid mà. Vâng, các chị ạ. Theo thông tin mới nhất, thời điểm hiện nay thì trên thế giới đã có 213 quốc gia có dịch Covid-19. Trong đó Mỹ là nước đứng đầu thế giới về số ca mắc và số ca tử vong. Còn nước ta đã có 232 người mắc và trong đó thì đã có 316 người được chữa khỏi. Hiện nay là không có người tử vong. Trong số mắc bệnh có những bệnh nhân nặng, ví dụ như bệnh nhân số 19 và bệnh nhân số 91 đã được đội ngũ y bác sĩ của chúng ta là tận tâm chăm sóc, chữa trị. Và hiện nay là số bệnh nhân số 19 đã được xuất viện vào ngày 3 tháng 6.
Còn bệnh nhân số 91 thì bệnh nhân người Anh này đang được sức khỏe tiến triển tốt. Ôi trời ơi, bác sĩ giỏi thế nhỉ. Vâng. Và hiện nay nước ta đã có 54 ngày không có ca mắc từ cộng đồng. Đó, sướng thật. Và đang được kiểm soát tốt dịch. Vâng. Theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ thì toàn dân ta phải chống dịch như chống giặc. Tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Vậy các anh chị cố gắng duy trì phát huy để cùng các cấp các ngành ngăn chặn và đánh bay dịch bệnh này nhé. Với niềm vui đó, người mù Mỹ Đức đoàn kết một lòng chung tay cùng với cộng đồng thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, nhằm phát huy sức mạnh dân tộc để Việt Nam vang mãi tự hào. Việt Nam chiến thắng! Việt Nam chiến thắng! Việt Nam chiến thắng!